Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Và trên tay Văn Hội đó chính là cái thông tin rất mới, cập nhật bảng giá mới nhất của những ngày đầu tháng 12, khi mà chương trình giảm 50% thuế trước bạ của nhà nước đã chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và tạm thời sẽ đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật bảng giá tổng lăn bánh khi mà mức thuế của những cái xe trong nước chỉ còn 50%, đúng không ạ? Để xem rằng là những mẫu xe từ Vios hoặc Altis, một số dòng xe lắp ráp trong nước sẽ lăn bánh là bao nhiêu tiền. Cùng với đó thì cập nhật những cái xe nhập khẩu đang có chương trình khuyến mại rất lớn, cụ thể là bao nhiêu. Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Phải nói là thông tin đã chính thức rồi, quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Không để quý anh chị khách hàng phải đợi chờ lâu, chúng ta sẽ cập nhật ngay cái dòng xe đầu tiên để xem rằng là cái khuyến mại thì sẽ là như thế nào. Trước tiên đó chính là chiếc xe Toyota Vios, một trong những dòng xe ông vua của phân khúc hạng B tại thị trường Việt Nam, được Toyota Việt Nam niêm yết với 3 phiên bản có giá lần lượt từ 478 triệu đồng đến 531 và 581 triệu. Vậy lăn bánh theo quy định của nhà nước chưa bao gồm các chương trình khuyến mại mà mức thuế giảm còn 50%, đúng không ạ? Thì Văn Hội đã có trên tay ở đây rồi, chúng ta cùng cập nhật luôn. Ví dụ như một chiếc số sàn đang có mức giá là 478 triệu thì lăn bánh ở tỉnh chưa bao gồm khuyến mại của Toyota Việt Nam nhé, thì chỉ còn có 506 triệu. Trong khi đó là bản eCVT sẽ lăn bánh ở tỉnh là 562 triệu và bản G sẽ là 614 triệu. Hiện nay nếu mà anh chị những ngày cuối tháng 11 này, Toyota Việt Nam vẫn đang áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ. Trong khi đó mà cái thông tin những ngày cuối tháng 11 này thì khi chúng ta mua xe Vios đối với phiên bản eCVT cũng như phiên bản số sàn thì được Toyota Việt Nam đang hỗ trợ là tặng luôn 25 triệu tiền thuế trước bạ. Cùng với đó là gì ạ? Một chiếc camera hành trình chính hãng trị giá 4,5 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản G sẽ được hỗ trợ là 30 triệu tiền phí trước bạ cùng với một chiếc camera hành trình. Nhưng số lượng xe có giới hạn thôi ạ. Anh chị phải thật nhanh tay nhé, rất nhanh để chúng ta hưởng được cái ưu đãi kép của những ngày đầu tháng 12. Vì hôm nay đã là những ngày cuối của tháng 11 rồi, anh chị phải thật nhanh tay để đặt xe. Tiếp theo thì chúng ta lại sang một dòng xe phân khúc hạng C. Xin mời anh chị. Và bên cạnh anh chị đó chính là dòng xe phân khúc hạng C Toyota Corolla Altis. Những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12 này, khi mà thông tin giảm thuế đã chính thức rồi, Văn Hội cập nhật luôn, anh chị mua xe trong cuối tháng 11 này chúng ta được hỗ trợ luôn 40 triệu tiền thuế trước bạ từ phía Toyota Việt Nam. Chưa hết đâu ạ, nhà nước đang hỗ trợ từ đầu tháng 12 là 50% thuế trước bạ, thì Văn Hội chưa trừ khuyến mại của Toyota Việt Nam nhé. Thì một chiếc Altis bản eCVT lăn bánh ở tỉnh sẽ là 774 triệu, trong khi đó bản G là 804 triệu. Nếu mà trừ đi 40 triệu cả hai phiên bản đi, anh chị thấy không ạ? Chỉ còn có nhỉnh hơn 700 triệu thôi là một chiếc xe Altis đã nằm trong nhà anh chị rồi. Trong khi đó ở Hà Nội chỉ là mức 6% thuế, cùng với đó là 20 triệu tiền biển số. Thì chúng ta cập nhật nhanh luôn, nếu mà ở Hà Nội sẽ là 799 triệu trừ đi 40 thì chúng ta chỉ còn 759, đúng không ạ? Chưa bao gồm các chương trình khuyến mại thêm từ phía đại lý nữa. Trong khi đó bản G sẽ là bao nhiêu đây ạ? 831 trừ đi 40 triệu chỉ còn có 791, cũng chưa bao gồm khuyến mại của đại lý nữa. Chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ, người anh của Altis chính là chiếc Cross, một trong những dòng xe SUV hot nhất thị trường. Chúng ta sẽ cùng cập nhật. Bên cạnh anh chị, đó chính là dòng xe SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12 này, chúng ta cập nhật luôn, giá chỉ từ 720 triệu đồng đến 820 triệu và 910 triệu cho 3 phiên bản của Cross. Trong tháng 12, Cross sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi hấp dẫn, kết hợp với việc gì ạ? Sẵn xe đủ màu giao ngay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, như ví dụ như là chương trình trả góp lãi suất chỉ từ 0,49%, thì một chiếc Cross sẽ chỉ từ 235 triệu đồng là chiếc xe SUV nhập khẩu đã nằm trong nhà anh chị rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thêm một dòng xe tiếp theo. Toyota Hilux, ông vua bán tải tại thị trường Việt Nam, duy nhất đang còn là những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc
giá chỉ từ 628 triệu đồng. Nhưng ngày đầu tháng 12 này, chúng ta cùng cập nhật rất nhanh cái bảng giá với 4 phiên bản có giá lần lượt từ 628 đến 674, 799 và 913 triệu. Bản 2.8 thì kết hợp thêm những công nghệ an toàn như hệ thống Toyota Safety Sense sẽ sẵn xe đủ màu giao rất sớm cho anh chị cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chúng tôi bán online, bán toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để nhận được những chiếc xe nhập khẩu. Và có thể rằng là sắp tới đây thì không biết được rằng là Hilux còn những chiếc xe nhập khẩu hay không, đúng không ạ? Anh chị phải thật nhanh tay. Bây giờ chúng ta sang ngay một dòng xe 7 chỗ ngồi. Và Toyota Việt Nam vừa phân phối thêm phiên bản Fortuner máy xăng model năm 2022. Với phiên bản máy xăng một cầu có giá là 1 tỷ 154 triệu. Trong khi đó là phiên bản hai cầu sẽ là 1 tỷ 244 triệu đồng. Còn những phiên bản máy dầu vẫn có giá từ 995 triệu đến bao nhiêu ạ? 1 tỷ 426 triệu đồng. Còn hội sẽ show lên trên màn hình. Anh chị mua xe của những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 này được tặng ngay 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Chắc chắn rồi, những chiếc xe lắp ráp trong nước, máy dầu, anh chị sẽ 100% là được hưởng luôn 50% thuế trước bạ từ phía nhà nước. Và nội chưa trừ khuyến mại nhé, để chúng ta thử tổng lăn bánh xem nào. Tổng lăn bánh như một chiếc 2.4 số sàn ở tỉnh, 995 triệu đồng giảm thuế, chưa trừ khuyến mại, chỉ còn có 1 tỷ 050 triệu. Trong khi đó là phiên bản số tự động ở tỉnh, bao nhiêu đây ạ? 1 tỷ 140 triệu mà trừ khuyến mại rồi chắc chỉ còn nhỉnh hơn 1 tỷ thôi ạ. Rất tuyệt vời. Còn chi tiết các phiên bản là như thế nào? Chưa bao gồm khuyến mại nhé. Văn hội sẽ show lên trên màn hình. Để biết chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn bây giờ chúng ta lại cập nhật một dòng xe tiếp theo. Toyota Camry của những ngày đầu tháng 12. Rất tuyệt vời khi mà với hai phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ có giá lần lượt từ 1 tỷ 029 triệu đồng cho phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5 sẽ là 1 tỷ 235 triệu đồng. Với hai phiên bản của Camry thì chúng tôi sẵn xe đủ màu để giao luôn. Không chỉ có vậy đâu ạ. Chúng tôi còn đang nhận đặt hàng với những 4 model Camry mới năm 2022 với hai phiên bản 2.0 và hai phiên bản 2.5. Chúng tôi sẽ cập nhật sơ bộ để anh chị có thể biết được rằng là ở phiên bản Camry mới thì chúng ta sẽ có thêm cái công nghệ hybrid ạ, cũng như hệ thống Toyota Safety Sense cho khả năng cảnh báo lệch làn, phanh tự động và trang bị những loại hộp số 8 cấp và hộp số CVT, rất nhiều công nghệ mới, một cái thiết kế hoàn toàn mới. Chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta cập nhật thêm một cái dòng xe lắp ráp trong nước nữa để hưởng thuế trước bạ. Đó chính là chiếc Toyota Innova 7-8 chỗ ngồi dòng MPV có giá lần lượt từ 750 triệu đến 989 triệu đồng. Văn hội ví dụ luôn một chiếc số sàn đấy ạ, 750 triệu nhá. Nếu mà giảm thuế trước bạ, chi ở tỉnh chỉ còn có 792 triệu, chưa trừ khuyến mại. Nếu trừ rồi chỉ còn nhỉnh hơn 700 một chút là một chiếc Innova đã nằm trong nhà anh chị rồi. Trong khi đó là phiên bản cao cấp hơn, hoặc là như chúng ta lăn bánh ở Hà Nội thì sẽ là chỉ còn 6% thuế và 20 triệu tiền biển số. Và Hồ Chí Minh cũng vậy đó, chỉ có thêm 20 triệu tiền biển, còn thuế chỉ có 5%. Một cái dòng xe rất mới nữa, đó chính là gì ạ? 7 chỗ ngồi dưới của Innova, đó chính là Toyota Rut 7 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc, dẫn động cầu sau, có giá là 634 triệu. Thì trong những ngày cuối tháng 11 này thì chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ luôn là hơn 50% thuế trước bạ nếu mà tỉnh đấy, đúng không ạ? Tiền thuế này cùng với đó chúng tôi còn trực trừ trực tiếp bằng tiền mặt, tặng những gói bảo hiểm và phụ kiện nữa. Toyota Rut lăn bánh chỉ còn nhỉnh hơn 600 triệu một chút xíu mà thôi. Còn bây giờ chúng ta cập nhật ngay một dòng xe tiếp theo. Toyota Ray, xe SUV 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc. Tuyệt vời đúng không ạ? Động cơ turbo tăng áp trang bị rất nhiều công nghệ cao cấp, sẽ có giá từ 527 triệu đồng. Với những cái màu một màu, trong khi đó những cái màu trắng ngọc trai hoặc màu sơn nóc đen sẽ có giá là 535 triệu đồng. Chúng tôi đang nhận xe giao rất sớm cho anh chị cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, giao tất cả các vùng miền và giao online. Chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta lại cập nhật ngay một dòng xe tiếp theo.
Dòng xe hatchback thì sao ạ? Toyota Yaris, rất nhiều công nghệ mới, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá là 668 triệu đồng. Trong những ngày đầu tháng 12 này, cũng sẵn xe đủ màu, giao rất sớm cho anh chị. Và bật mí anh chị luôn rằng là sẽ có những cái nâng cấp mới của Toyota Yaris. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Giao tất cả các vùng miền. Còn một người em của Yaris là ai ạ? Toyota WeGo, có giá chỉ từ 352 triệu đồng đến 385 triệu đồng cho hai phiên bản. Sẵn xe đủ màu, giao ngay và luôn cho anh chị cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Rất tuyệt vời. Một số dòng xe nhập khẩu khác vừa về thị trường Việt Nam như chiếc Prado 2022 có giá từ 2 tỷ 548 triệu. Màu trắng ngọc trai hoặc màu đen ngọc trai sẽ là 2 tỷ 559 triệu. Sẵn xe đủ màu giao luôn cho anh chị nhé. Cùng với đó là người anh của Prado, đó chính là chiếc Land Cruiser có giá từ là 4 tỷ 060 triệu. Cũng sẵn xe đủ màu giao ngay. Màu trắng ngọc trai là 4 tỷ 071 triệu. Toyota Alphard có giá từ 4 tỷ 240 triệu. Trong khi đó là màu trắng sẽ là 4 tỷ 251 triệu đồng. Giao xe ngay. Và chiếc Grand Via 3 tỷ 072 triệu. Cũng sẵn xe đủ màu giao sớm. 15 chỗ ngồi chắc chắn rồi. Đó chính là chiếc Hiace. Sẵn xe đủ màu giao luôn có giá từ 1 tỷ 176 triệu đồng. Đó chính là cập nhật bảng giá mới nhất của những ngày đầu tháng 11 cùng chương trình hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Số lượng xe thì có giới hạn thôi ạ. Cùng với đó thì anh chị phải thật nhanh tay mua cả trả tảng trả góp, lãi suất chỉ từ bao nhiêu ạ? 0,49% hoặc những cái gói vay 3,99% một năm. Chi tiết là như thế nào? Giao xe online cho từng vùng miền ra làm sao? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá nào. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!